Hy vọng trong video clip này chúng ta sẽ gặp may mắn khi mà tìm đến nhà của chị Sang. Hy vọng là gặp những chú hàng xóm ở trong khu vực đó. Chú nói nhà chú ở hẻm 436. Nhà chú 436 đây. 440 rồi. Dạ cô, làm ơn cho hỏi nhà này phải là 440 không cô? Không biết. Chú làm ơn cho hỏi cái chú biết hình người này không? Đây tìm người thân giùm cái chị ở nước ngoài, nhưng mà do thất lạc mười mấy năm rồi nên thành ra có 440 chị 16 rồi đó. Nè hình đây mở lớn rồi. Chụp hồi xưa mờ quá. Có người con trai à, anh làm chụp hình à, rồi thằng này là thằng trắng à. Và nhân đây thì con xin cảm ơn sự chia sẻ của chú Bảy đã giúp con thực hiện được video clip này. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, nhân dịp năm mới sắp đến, em cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Và hôm nay để tiếp tục cái video hôm bữa chúng ta đi ở hẻm 440 Trần Xuân Soạn, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục có những thông tin mới về cái địa chỉ 440 này. Và hôm nay thêm một hành trình đi tìm nhà của chị Sang. Chị Sang là chị của chị Thủy, thì ở bên quận 7, phường Tân Hưng quận 7. Thì sẵn đây em cũng mời tất cả cô chú anh chị chúng ta cùng đi khám phá ở cái con hẻm mới 1041, theo lời chia sẻ của cô chú. Thì cái hẻm này, hẻm 440 này nằm bên nhánh của hẻm 1041. Thì để đi đến hẻm 1041 thì chúng ta sẽ đi qua cầu Chi. Và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Biểu, và phía trước chúng ta đó là giao lộ Nguyễn Biểu và Trần Hưng Đạo. Và đi tới một tí nữa thì chúng ta sẽ lên cầu Chi. Sẵn đây thì biết đâu trong những hình ảnh này cô chú anh chị lại có những cái trước về ngày xưa, kỷ niệm ngày xưa khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn, cũng có đôi ba lần mình đi qua cái con đường này, qua cung đường này, qua cây cầu này. Và nếu hôm nay chúng ta may mắn thì sẽ có được thông tin của chị Sang sau 10 năm mất liên lạc. Thì hôm nay nếu mà chị Thủy có xem thì mình cũng biết được cái hành trình của cái video này và vị trí nhà của chị Sang như thế nào ha. Và chúng ta đi tới tí nữa là cầu Chư Y. Thì nơi đây cầu Chư Y thuộc quận 5 và đường Nguyễn Biểu cũng thuộc quận 5. Và để đi qua quận 8 thì chúng ta có cây cầu Chư Y. Nơi đây là giao tiếp giáp với quận 5 và quận nhất theo trục đường Nguyễn Biểu. Có nhiều cô chú anh chị hỏi cầu Chư Y nằm ở đâu, thì hôm nay chúng ta lại có dịp đi lên cầu Chư Y nè. Mình vừa qua cái ngã ba Cao Đạt đó. Thời gian trôi qua thật nhanh, lại thêm một năm nữa chúng ta xa Sài Gòn, và thêm một năm nữa chúng ta lại có dịp nhìn về cây cầu Chư Y ngày hôm nay. Nếu mà trên cầu Chư Y kẹt xe thì chắc em sẽ cắt một đoạn đi ha, sợ nhiều khi kẹt xe lâu quá mất thời gian của chú anh chị. Nhưng mà nếu không kẹt thì chúng ta sẽ đi thẳng luôn để cập nhật hình ảnh cây cầu Chư Y ngày hôm nay. Cầu Chư Y hiện đang làm lại nên thành ra
cái bề mặt cầu sẽ rộng hơn xưa, và trong quá trình làm thì nó sẽ có một vài cái vướng nên thành ra hay xảy ra cái tình trạng kẹt ở đây vào giờ cao điểm, giờ tan sở. Và Sài Gòn bây giờ là 4:30. Sẵn em có việc đi qua hướng bên quận 7 thì gắn camera lên rồi gửi cô chú anh chị và các bạn ta cùng xem lại cái hình ảnh của cầu Chư Y rồi qua đường Trần Xuân Soạn ha. Và ngày nay thì xuống dốc cầu Chư Y này chúng ta không có quẹo trái được và đi thẳng qua bên kia gần đến chợ Rạch Nông mình mới hoành lại được ha. Mình vừa qua cái ngã ba Hưng Phú trên cầu cầu Chư Y rồi đó. Cái bề mặt cầu cũng rất là hẹp. Bữa trước có xe chú quán chuối, chú bán chuối, chú sim, chuối hương, chuối già. Ta đang xuống cầu Chư Y nè, bên phải là nhánh của đường Dạ Nam nè, bên trái cũng Dạ Nam luôn, nhưng mà cầu Chư Y ngày nay không quẹo trái được, chúng ta sẽ chạy lại phía trước đó, rồi mình sẽ qua đường hoành trở lại ha. Sài Gòn giờ này là giờ tan sở nên thành ra cũng rất là đông, giờ tan học nữa, các phụ huynh đi rước con nhỏ. Và chúng ta đã hoành lại và phía trước chúng ta đó là cầu Chư Y hướng vào quận 5. Và mình sẽ không qua dốc cầu nữa, chúng ta sẽ quẹo phải ở con đường Dạ Nam. Quẹo phải Dạ Nam và cái đoạn này bán rất nhiều đề can, dán xe, dán đề can, dán tem xe rồi đó. Nếu các anh chị bạn có dán tem ở đâu mà gần khu vực quận 5, quận 8 này thì chúng ta đi qua đây cho nó gần ha. Và con đường này rất là nhiều tiệm sửa xe rồi dán đề can. Và phía trước chúng ta đó là hẻm 39 Dạ Nam, đi thẳng qua bên kia đường Dương Bá Tràng. Lòng vòng ở trong cái hẻm đó thì có bán ốc, rồi có phòng tập tạ, rồi rất là nhiều dịch vụ ở trong cái hẻm đó. Đó, và phía trước chúng ta đó là đường Trần Xuân Soạn, ô Phạm Thế Hiển, thuộc quận 8. Mình sẽ quẹo phải Phạm Thế Hiển này và đi qua cầu Rạch Ông là đường Trần Xuân Soạn. Hy vọng trong video clip này chúng ta sẽ gặp may mắn khi mà tìm đến nhà của chị Sang. Hy vọng là gặp những chú hàng xóm ở trong khu vực đó. Chú nói nhà chú ở hẻm 436. 436 thì có lẽ 440 thì cách đó vài căn. Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều lắm. Đa phần là người mới, địa chỉ mới. Cứ có cái gì đó quy hoạch là sẽ thay đổi lại địa chỉ, nên thành ra nếu mà chúng ta thất lạc lâu quá thì cũng hơi khó nữa. Em cũng tiếp nhận rất nhiều cái yêu cầu về những cái tìm
tìm kiếm người xưa, nhưng mà do em có một mình nên thành ra cái thời gian nó sẽ rất là chậm. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Chúng ta đang có mặt ở đây là cầu Rạch Ông, và đây là đường Phạm Thế Hiển khi mà Trần Xuân Soạn, khi mà chúng ta sẽ qua cầu nè. Và cái hẻm 1041 nằm bên cánh phải, cái hẻm đó nằm cạnh cái con rạch, một nhánh sông của dòng kênh Bến Nghé này. Bên phải chúng ta có địa chỉ là 415. Có lẽ cái hẻm 440 này nằm cạnh con rạch quá. Xuống hẻm ta quẹo phải liền ha, xuống cầu ta quẹo phải liền. Mình đang ở dưới dốc cầu đây, và để em xem bản đồ cái nha. Rồi xem nằm ở vị trí nào đây. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp may mắn ngày hôm nay. Và phía trước chúng ta đó là cầu Rạch Ông Lớn đó. Rạch Ông Lớn, một nhánh sông của rạch Bến Nghé, kênh Bến Nghé. Và ngày xưa ở khu này có bến đò Hãng Dền. Bên tay phải là số 1041. Và phía bên phải của hẻm này thì là 415. Bên trái có nhà 412 nữa. Để em tìm rồi nha. Phía trước ta đó là cái hẻm 1041. Rồi mình vòng vòng trong khu này xem sao. Phía trước là 436. Nhạc số 436 đây. 440 đó. Dạ, cô làm ơn cho hỏi nhà này phải là 440 không cô? Không biết hả? Không ai ở hả? Có người ở, nhưng tối tao mới về. Tới chiều tao mới về. Ủa nhà đó phải tên Sang không? Ông Bảy á. Phải chủ nhà đó tên Sang. Dạ. Không phải tên Sang. Mà phải là 440-16 không ta? Ủa 40 là trên kia nữa. Tùm lum hết. Chú là cho hỏi cái chú biết hình người này không? Phải tìm người thân giùm cái chị ở nước ngoài, nhưng mà do thất lạc mười mấy năm rồi nên thành ra có 440 thì 16 rồi đó. Nè hình đây mở lớn này. Đó, chụp hồi xưa mờ quá. Lạ lắm. Có người con trai. Anh làm chụp hình. Rồi, thằng này là thằng trắng. Thằng trắng hả?
đây là em coi đi. À, mất liên lạc mười mấy năm, mười năm mà. Nên ra bây giờ chắc, tìm chắc không biết đâu. Con của anh hai, đúng rồi rồi. Dạ. Thôi mình. Nó tên Sang. À, chị này tên Sang nè. Vậy hả? Dạ. À, chị ở tại dưới đây kêu là chị hai không mà. Chị hai hả? Biết rồi, tôi biết rồi. Nè, họ còn cái bức thư ngày xưa. Ông mất rồi. Họ còn bức thư ngày xưa nhưng mà bây giờ họ mất địa chỉ luôn. bây giờ em có số điện, giờ em cho số điện thoại đi. Hoàn toàn không biết số điện thoại nữa. Có cái Facebook của cái chị này ở bên nước ngoài nè. Chị nhờ em. À, vậy là bữa tôi coi trên Facebook tôi chỉ ở đây đó. À, chú Mập chu vậy hả? Cái nít chú hả? Dạ rồi, may mắn rồi hả? Giờ em cho cái số điện thoại của em đi. Dạ. Có lâu lâu đến đó giờ tôi về được đĩa rồi. Lâu lâu lên đây chơi ví dụ ấy tôi cho số điện thoại là liên lạc. Dạ, dạ, dạ. Để con... À, bữa tôi coi trên... Dạ. Em cảm ơn chú. Bởi vì nói tên, ở đây kêu cho bá là chị hai không à. Ổng mất rồi. Dạ. Đó là nhà thuê. Dạ. Mấy người con mới xuống dưới. Mấy mẹ con mới đi xuống dưới đập đĩa ở dưới. Dạ. Ôi vậy là bây giờ đi ở chỗ khác rồi hả? Thằng quỷ đó, lâu lâu lên đây chơi nè, nó tên làng trắng. Dạ. Ví dụ tôi gặp nó, tôi đưa cái số điện thoại này có gì nó liên lạc với em. Dạ, nói chắc phải... gì của anh đó đó. Gì anh đó tìm á. Dạ. Dạ, là chị dạ. Của má của anh đó. À, chị của chị hai đó tìm đó phải không? Dạ đúng rồi. Cũng thất lạc rồi em nói 10 năm. Dạ. Cảm ơn chú. Tôi coi trực tiếp tôi thấy cái cầu quay đó thì em đi ra tại thấy số chẵn số lẻ ở bên kia nó mất tiêu. Dạ. Chỗ tùm lum đó nè. Tôi đây từ đó giờ hầu tâm 68 tới giờ. Ờ vậy. Dạ chú nhìn ra anh trắng đó cũng hay ha. Trắng ở hình đó. Dạ. Ồ ảnh hay về đây lắm hả? Lên đây đi chơi. Dạ. Ở đây lâu rồi bạn bè lên đi chơi vậy hả? Dạ. Thôi ghi đó. Thêm cái Facebook của cái gì của ảnh luôn đi. Để ảnh có add Facebook. Giờ ai cũng chơi Facebook mà. Cái gì liên lạc qua cho nó dễ hả? À vậy là chị của chị hai đó tìm phải không? Dạ. Bả là bà vợ sao của ông này. Dạ. Ông mất là nghèo, cũng nghèo lắm, ông mất đây sớm trời. Dạ, anh đã mất rồi hả? Chị này cũng đi lâu lắm mà chị không có rành tiếng Việt luôn á. Dạ. Dạ cho nó lên thấy gì. Dạ. Cái chị cũng... Quan. Lớn là trắng, còn nhỏ là tại vì đây như ba má nó đặt tên trắng là đen vậy thôi. À, dạ. Hết cái Facebook của chị có hình cái thông Noel á. Dạ. Tại vì cơ. Cái nhà tôi đây là 437 nè. Bởi vì đây nên tôi nhớ sực nhớ lại tôi. Mà này. Hình chị ngày xưa nè, hình chị Thủy á. Nhưng mà chị của dạ, chắc bây giờ cũng lớn. Nên thành ra nhìn không ra. Ủa vậy hồi đó ở đâu ta? Chị nó đi cũng lâu lắm rồi. Ờ chứ ông ở đâu vậy, ông mới lại đây ông thuê nhà ông ở thôi chứ không phải anh hai đó nó hai chồng ông á. À. Chứ hồi xưa cũng 0918 này. Dạ đúng rồi 168 195. Vinh Lâm. Dạ chứ gặp tôi ấy thì có gì. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chú. À, xin lỗi tôi tên gì ta? Chú Bảy. Chú Bảy ha. Cảm ơn chú Bảy. Tôi không biết, tình cờ tôi mở YouTube, tôi coi YouTube. Chắc... Em tới dạ cầu rồi, sao có tự nhiên quay đi luôn chứ. Nhìn thấy bên đường là số nó khác. À. Qua bên kia tưởng, mới đầu tưởng nó dễ tại ai giờ bên đây số lẻ, bên kia số chẵn mà bên kia mất tiêu rồi. Tôi có chỉ em vô cái hẹp. À đúng rồi. Vô, bây giờ mấy đi nè. Dạ. Dạ, đọc lại cái tin nhắn đó bây giờ mới thực hiện nè. Dạ, cảm ơn chú Bảy. Hy vọng là chị Thủy sẽ gặp người quen. Dạ. Mấy con. Dạ. Kia đi làm biết còn nhỏ giờ nó lớn đi cũng 5-7 năm nay rồi. Dạ, nhiều khi mất liên lạc giúp đỡ cũng không giúp được. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chú Bảy. Hy vọng là nó sớm tìm được ha. Có nhà em có chị đưa lên cho chị cái có người. Nhiều lắm nhưng mà do họ đi mất liên lạc lâu á. Ở vườn chuối cũng có chú kia nhưng mà hồi thời xưa nhờ tìm cái thông tin ở trên phường
lâu lắm. Hồi xưa đâu có máy móc này đâu, gõ viết chữ sổ mà. Cảm ơn. Cảm ơn chú bạn. Rất là may mắn khi mà chúng ta gặp được chú Bảy. Hy vọng chị Thủy sẽ vui khi mà có những cái thông tin thế này. Và có chú Bảy rồi thì nên chú sẽ gửi cái số liên lạc của em, rồi cái anh Trắng anh sẽ liên lạc với em, rồi lúc đó em sẽ gửi lại cho chị Thủy, hoặc là anh Trắng sẽ add cái Facebook của chị Thủy, rồi chị Thủy sẽ liên lạc trực tiếp với anh Trắng. Nói chung đến đây em cũng hoàn thành được khoảng 90% câu chuyện về tìm được người thân ở trong cái xóm phường Tân Hưng, quận 7 này. Rồi một số hình ảnh ở cầu Chữ Y, rồi cầu Rạch Ông, đường Trần Xuân Soạn và cái hẻm 440/16 nằm ở trong cái khu trước cổng cái hẻm 1041, gửi cô chú anh chị và các bạn. Hy vọng đặc biệt xin gửi đến chị Thủy, hy vọng trong video clip này sẽ giúp anh chị khơi gợi được nhiều cái ký ức về ngày xưa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và nhân đây thì con xin cảm ơn sự chia sẻ của chú Bảy đã giúp con thực hiện được video clip này. Rồi bây giờ thì bye bye, bye các anh chị và các bạn. Nhân đây em cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye, bye các anh chị.